Câu chuyện chiếc gương. Hồi Edison còn nhỏ, có lần mẹ cậu bé bị đau bụng dữ dội. Lúc ấy, bố, anh và chị đều đi vắng. Edison vội đi mời bác sĩ. Bác sĩ cho biết mẹ của Edison bị đau ruột thừa, phải mổ ngay. Nhưng nhà chỉ có đèn dầu, không đủ ánh sáng để mổ. Ông bác sĩ đi đi lại lại, vò đầu bứt tai, chưa biết làm cách nào để cứu bà mẹ. Chợt, Edison nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt lại từ mảnh sắt tây trên tủ. Một ý nghĩ lóe lên trên đầu cậu bé. Cậu chạy vội ra tiệm tạp hóa, mượn về một tấm gương lớn. Một lát, tất cả đèn nến trong nhà được thắp lên và đặt trước gương. Căn phòng tràn ngập ánh sáng. Bác sĩ liền mổ ngay. Ca mổ thành công. Mẹ của Edison thoát chết. Ông bác sĩ hết lời khen ngợi sáng kiến của cậu bé thông minh. Về sau, Edison trở thành một nhà sáng chế đại tài. Ông là người có hàng nghìn sáng chế, trong đó có bóng điện thay cho ánh đèn dầu leo lét ngày xưa. Tiếp theo, các em hãy cùng đi trả lời các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi gợi ý số 1. Mẹ của Edison bị bệnh gì? Câu trả lời: mẹ của Edison bị đau ruột thừa. Câu hỏi gợi ý số 2. Vì sao bác sĩ không mổ được cho mẹ của Edison? Câu trả lời: vì căn phòng không đủ ánh sáng. Câu hỏi số 3. Edison đã nghĩ ra cách gì để có đủ ánh sáng cho ca mổ? Câu trả lời: cậu mượn về một tấm gương lớn để phản chiếu ánh sáng của tất cả đèn, nến trong nhà. Câu hỏi gợi ý số 4. Sáng kiến của cậu bé Edison mang lại kết quả như thế nào? Câu trả lời: căn phòng có đủ ánh sáng để bác sĩ mổ, cứu mẹ. Câu hỏi gợi ý cuối cùng. Về sau, Edison đã trở thành người tài giỏi như thế nào? Câu trả lời: Edison trở thành một nhà sáng chế đại tài. Cuối cùng, các em hãy cùng trao đổi về ý tưởng sáng tạo. Một đồ dùng học tập, một đồ chơi, một loại máy, một ngôi nhà thông minh. Và các em hãy cùng tham khảo cách làm hộp đựng bút bằng chai nhựa. Đây là một trong những cách làm đồ dùng học tập bằng chai nhựa phổ biến nhất. Các em hoàn toàn có thể tận dụng chai nhựa không sử dụng trong nhà và biến chúng thành những hộp bút với hình dáng bắt mắt và ấn tượng. Thao tác tái chế chai nhựa thành đồ dùng học tập được thực hiện như sau. 1. Dùng bút chì vẽ hình ảnh mà các em thích lên thân chai nhựa. 2. Dùng kéo cắt theo đường vẽ một cách khéo léo. 3. Dùng sơn trang trí màu sắc hình ảnh mà các em thích. Ngoài ra, các em cũng có thể sử dụng ruy băng, giấy màu để giúp cho hộp đựng bút càng thêm ấn tượng nhé.